Cả nhà ơi, con ngựa thân yêu của mình nè, lấy con mắt, lấy con. Ăn nha, cà rốt nghe rột rột. Rồi, thương quá nè, thương con nha. Hôn tay chị đó hả? Không có cà rốt ăn rồi, hôn đó hả? Cặp mắt đẹp quá, ăn cà rốt cặp mắt sáng đẹp quá, ok. Hôn đó hả? Tạm biệt con nha, tạm biệt, giỏi, con giỏi nè, giỏi. Tạm biệt, tay chị không đâu có cà, nó hôn tay mình đó cả nhà, thương lắm. Tạm biệt con nha, tạm biệt. Rồi tạm biệt, tạm biệt. Thương quá. Tạm biệt, tạm biệt con nha. Rồi con đi ăn cỏ đi, con đi ăn cỏ nha, chị đi làm. Mọi người thấy không, rồi sáng đứng đợi chờ mình, bây giờ không chịu đi nữa. Chị đi làm, con đi ăn cỏ đi. Chị đi làm, con đi ăn cỏ đi, đứng hoài vậy. Giỏi đi con. Đi 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 ăn cỏ đi. Con đi đi. Giỏi đi, đứng hoài á. Đứng thấy thương quá, chị không nỡ lòng nào bỏ đi nè. Thương quá à. Con đi ăn cỏ đi, giỏi đi con nha. Tạm biệt con. Tạm biệt. Thương quá đi. Thương đi nè. Đây con. Nè biểu nè. Thương lắm. Đấy con hả? Giỏi quá hả? Không hoài hả? Rồi nè, tạm biệt con nha. Tạm biệt con nha. Giỏi nè. Sáng lạnh quá, phải để mua cái áo mặc cho con. Hôm nay lạnh nè. Giận á hả, chị đi làm bảo con giận á hả, chị phải đi làm kiếm tiền chứ. Chị đi làm kiếm tiền chứ. Thương quá nè, mắt đẹp nè, buồn á, khóc luôn, đỏ mắt rồi nè. Chị phải đi làm, ok. Kiếm tiền, mua cà rốt cho con ăn. Nuôi ba mẹ của chị nữa, nuôi gia đình. Giúp đỡ mọi người, chị phải đi làm chứ, đâu có bỏ con đâu. Về chiều gặp nha, giận rồi đó. Thôi tạm biệt nha, nó hiểu đó cả nhà. Mình nói mình đi làm nó đi đó, nó biết. Bye bye con nha. Hả? How are you? Yeah, he know. Người hàng xóm của mình tới cho nó ăn táo nữa cả nhà, nó được mọi người cưng lắm. Người này cho ăn cái này, người kia cho ăn cái kia. Thank you very much. Cảm ơn nhiều. Đó, hàng xóm thương lắm. Ăn đi con. Nói chuyện đó, đi rất là dễ thương. He tried to get your apple. Lovely. Love apple. Ăn rớt rồi, để ông lụm lên cho. Ăn còn quẩy đuôi nữa cả nhà ơi, thương lắm. Have a nice day. Yeah, you too. Thank you. I say something to the horse, I send to my mom. Yeah, very nice to meet you, Paul. Yeah, nice to meet you too. Yeah. Okay. You have a lovely day. Oh, say bye bye. Nó đòi ăn nữa cả nhà ơi. Oh yeah, more food, đòi ăn nữa. Bye bye, see you. Bye bye, see you. Hello, rồi, có đồ ăn rồi xong rồi con đi ăn cỏ đi. Chị phải đi làm nha. Ok, đứng chờ hoài thấy thương, con không có đi, chị cũng không có nỡ bỏ con đi nữa. Con đi đi.
Con đi con giỏi đi nha. Bye bye. Nè, tạm biệt nè. Giỏi nha. Mắt nó đổ quét nè cả nhà. Nó buồn á, tại vì mình đi làm mình bỏ nó buồn, nó nhớ nè. Vậy nha con, nó đỏ, nó khóc rồi cả nhà. Mắt bị ghèn rồi, chị lấy ghèn ra nè. Bị ghèn nè, bị không cho lấy ghèn ra đó hả, nhột quá, nó nhột. Trời ơi cơ kìa. Cả nhà thấy không? Đó. Đây chị lấy ghèn ra cho nè, giỏi nè. Nè, mắt có ghèn, giỏi, lấy ra được ra rồi nè, giỏi. Chắc là tối bị mất ngủ hay sao, lạnh quá con ngủ không được hả? Con ăn cỏ đó hả? Chim hót đó, cứ nghe chim hót đó con. Đó, chim nó bay kìa nè, nó đang bay nè. Đó. Chim nó bay đó. Rồi, rồi cho nó ăn cỏ nè cả nhà. Mình phải làm cái hàng rào này nè, kiểm ra để nó khỏi chạy ra. Chạy ra ngoài đường xe cộ nguy hiểm. Nguy hiểm cho mọi người, nguy hiểm cho nó nữa. Cho nên phải bảo vệ, ở đây mình nuôi thú cưng á, mình bảo vệ lắm cả nhà ơi. Giỏi nha con. Đi ăn cỏ đi, con đi đi. Sáng con đi ăn cỏ đi. Suy nghĩ hoài vậy. Đi ăn cỏ đi con, giỏi đi nè. Ok, bye nha. Đây nè, suy nghĩ gì vậy? Rồi đi, nó nghe lời đó cả nhà. Nói nó biết nghe lời. Riết là nó hiểu tiếng Việt mình luôn á cả nhà. Tại vì mình nói chuyện với nó là mình nói tiếng Việt. Thử ra nó hiểu đó. Đang ăn cỏ nè cả nhà. Rất là ngoan. Mình nuôi mình cưng chứ mình không dám cưỡi ngựa cả nhà ơi. Tại sợ á. Đây có một người bạn mình cũng cưỡi ngựa làm sao rồi cái bị té gãy cột sống rồi ngồi xa lăn luôn, rất là nguy hiểm. Tại nhiều khi con ngựa nó vui cái nó phóng đại rồi mình không có kịp nắm chặt cái cương á, cho nên mình không dám leo lên mình chạy đâu. Nuôi thì cưng thì cho nó ăn rồi nựng niệu nó vậy cho thấy có hạnh phúc thôi, chứ còn mà chạy thì cho mấy người người ta chuyên nghiệp người ta đua ngựa ở Úc nè. Mỗi năm là nó có cái đợt đua ngựa vào tháng 11 Melbourne Cup á. Thì nó các nơi trên thế giới về đây nó đua ngựa. Mà Úc cũng thắng giải được nhiều lần lắm cả nhà ơi. Bên kia là thành phố. Xe chạy. Bên đây là nông trại. Thường sáng nó chim nó nhiều, nó bay đi ăn cỏ. Và bữa nay trời lạnh nó trốn rồi. Còn lại nữa nè, tiếp tục lại nói chuyện nữa nè. Dài chuyện quá đi. Nói chuyện gì đó. Ăn cỏ đó hả? Ăn cỏ đó. Cỏ khô lại đang ăn cỏ tươi đi con. Đám cỏ tươi không ăn lại ăn cỏ khô không à. Over there. Over there. Con ăn cỏ tươi over there đi con. Giỏi. Nó nhột quá, nó hay nhột lắm cả nhà. Nó đang ở và đe cỏ tươi đẳng đó con. Ở đây cỏ nè, mọi người thấy cỏ khô không, mình nó đứng tại nó không muốn rời mình á, đứng đây thà ăn cỏ khô mà gần được mình, còn ăn cỏ tươi thì mình đi nó mất tiêu hết con. Chị phải đi thôi, để trễ giờ làm của chị rồi. Sáng sớm ở đây là 5 giờ sáng mình dậy, mà tối này 1 giờ sáng mình mới ngủ. Tại mình phải trả lời tin nhắn cho mọi người và xem video cho mọi người. Mình xem từ từ hết, ai ủng hộ mình là mình xem hết cả nhà ơi. Rồi mình khấm mình. Đôi khi mình không có thời gian khấm mình hết thì mọi người đừng có giận mình nha, đừng có bỏ mình đi nha. Mình sẽ từ từ mình nó hung cái máy điện thoại mình nè cả nhà. Điện thoại con. Đối với mình thì tất cả người Việt Nam trong cũng như ngoài nước đều là anh em một nhà. Nhiều khi mình nghĩ cái truyền thuyết con rồng cháu tiên á cũng hay lắm.
mình anh em một nhà, mặc dù mình ở nước nào cũng vậy, Đông Tây Nam Bắc hay là Bắc Trung Nam, mình cũng đều là một gia đình hết. Cho nên hãy mở rộng vòng tay thương yêu và đùm bọc với nhau nha cả nhà. Cả nhà biết điều đó rồi, nhưng mà mình chỉ nói theo cái cảm nhận của mình thôi. Mình ước gì mà mình có nhiều khả năng, mình sẽ giúp được những người khó hơn mình nữa, để cái cuộc sống này nó hạnh phúc hơn. Sống để yêu thương mà cả nhà. Cũng như cô ngựa này, cổ rất là dễ thương, rất là dễ thương. Cổ rất là yêu con chó nhà mình. Sáng bữa nào là con chó ra là cô mừng lắm. Giờ nó thương mình đến nỗi mà nó không đi nè. Thôi con tránh ra để kẽm rai á, nó trầy con, nó trầy cái cổ hết là đau lắm nha con. Con tránh ra cái kẽm gai đi, thôi con đi đi. Nè. Đi đi con. Đứng nó nhìn con chó mình nằm cả nhà. Nó con chó mình đứng ở đây hen. Nó đứng nó nhìn nè. Đó. Yeah, mọi người thấy không? Đứng nó nhìn đó. Con đi ăn cỏ đi. Thôi chị đi nha, tạm biệt nha. Tạm biệt con phải không? Ở bên đây là buổi sáng bình yên lắm cả nhà. Nhiều người ta ngủ chưa dậy nữa. Mình thì 5 giờ mình dậy rồi. Mình đi tập thể dục xong rồi, rồi về mình đã thay đồ chuẩn bị đi làm, thì gặp cô ngựa này chặn đường không cho mình đi, đòi ăn cà rốt còn 2 lần luôn, 2 củ cà rốt rồi đó. Rồi bác hàng xóm cho thêm trái táo nữa. Đó, ăn cỏ đó. Sao con ăn lá khô vậy? Ăn không ăn củi nha. Ăn củi là đau bụng đó. Mọi người thấy cái củi nó mới gặm đó. Gặm củi đó. Tại sao con ăn củi vậy? Nhưng mà củi này cũng nó từ cái gốc cây mà nó ra, nó làm gì đó. Nó giỡn quá đi mọi người. Nó giỡn. Làm gì ta, làm gì ta. Nó giỡn á, nó cầm khúc củi nó giỡn chứ không phải nó ăn. Giỡn cho mình vui đó hả. Chúc chị ngày mới an lành phải không con. Cái gì đây nè, để chị lấy miếng cỏ này cho con nha. Nè, chắc nhìn nó ngóng cái cỏ này nó không có chồm qua được, mình phải nhổ cho nó ăn. Nè, để còn mớ cỏ nó chị nhổ nè, cỏ này nè. Nè, cho con ăn nè. Ok. Thôi bây giờ chị phải đi làm nha. Video tới đây cũng đã khá dài rồi cả nhà ơi. Mình xin tạm dừng để đi làm. Và nếu mọi người coi video mà thích thì cho mình một chia sẻ nha. Bấm chuông ủng hộ kênh mình, like, share với mọi người để mình có nhiều động lực làm thêm những video hay và có ý nghĩa hơn nữa cho mọi người xem. Tại mình cũng mới thôi cả nhà, thì có sao làm vậy. Mình không có tính trước, nhiều khi mình quay lên là mình cứ up lên YouTube thôi, chứ mình cũng không có soạn bài chỉnh sửa. Thì có sao thì nói vậy đó, có nói dấp hay có sai lời hay cái gì đó thì mong cả nhà tha thứ và thông cảm cho mình nha. Nó chồm quá, nó ăn cỏ nó có chừng trầy kém gái con. Hôm nay chị hái cho để ăn trầy cũng gái nè. Nè con qua đây nè, để trầy nè. Có chừng đó nha con, trầy nè, đây nè, đây nè. Cái nông trại mình cái cây nó bị ngã đó cả nhà. Ông xã mình cũng chặt ra từng khúc từng khúc từng khúc, cưa ra từng khúc vậy nè, ông giỏi lắm. Để một đống vậy để mình phơi khô rồi mình nướng cá hay là nướng thịt trù, thịt bò, thịt nai á, cũng ngon lắm mọi người. Mình nướng bằng củi nó thơm hơn. Nguyên cái cây nó đổ nát đã chặt hết rồi cả nhà. Chiếu sơ cho mọi người đã, củi một thành quả anh làm. Anh giỏi lắm, đi làm về toàn thời ở công ty xe hơi rồi về còn lo công chuyện nhà. Làm phụ mình quay phim, làm cameraman cho mình đó mọi người.
ảnh còn viết sách, rồi ảnh có đài radio ở bên Mỹ với Úc nè, quảng cáo, mời ảnh quảng cáo, ảnh làm nhiều việc lắm. Thấy thương lắm, ông xã mình cũng may mắn được có ông xã tốt á mọi người. Chắc là mình sống mình thương yêu mọi người, có hiếu với cha mẹ thì trời Phật không có phụ mình đó cả nhà. Thôi chị đi nha, video dài rồi, tạm biệt con nè, tạm biệt nè, bye bye, bye. Ủa sao? Tạm biệt. Ok, giỡn vậy đó, hết hồn rồi. Tạm biệt nha, tạm biệt, tạm biệt con nha, tạm biệt, thương con nhiều nha, tạm biệt. Hung tay mình đó cả nhà. Rồi tạm biệt, bye bye. Nhìn con chó mình, bye con nha. Rồi tạm biệt con nè, giỏi, bye bye bye.